Phát biểu ý kiến tại Quốc hội chiều 31 tháng 10, đại biểu Lê Thanh Dân đoàn Cà Mau đã nêu ý kiến về vấn đề liên quan đến Biển Đông. Theo đại biểu Lê Thanh Dân, giả tâm của Trung Quốc xưa nay không từ bỏ thủ đoạn muốn biến Biển Đông thành ao nhà, và Trung Quốc đang có tam chủng chiến pháp, cụ thể là tâm lý, truyền thông, pháp lý. Về tâm lý, ông Dân cho hay, nước này đã rao giảng cho các mới học sinh từ trước đến nay rằng Biển Đông là của Trung Quốc. Về truyền thông, họ rêu rao hết các diễn đàn rằng Biển Đông là của Trung Quốc. Về pháp lý, Trung Quốc đang sửa lại miêu tả của luật biển. Bên cạnh đó, trên thực địa, Trung Quốc đang tiến hành xâm lược các non sông giang hồ. Vì vậy, ta phải có tam công chiến pháp để đối sách lại với Trung Quốc, đó là công luận, công khai và công pháp. Về công luận, chúng ta phải tăng mạnh các hoạt động tuyên truyền, củng cố hồ sơ để chứng minh cho dư luận quả biết rõ độc lập của Việt Nam trên Biển Đông. Về công khai, cần công khai hóa các hoạt động trái phép của Trung Quốc cho quả và trong nước biết. Còn công pháp là phải sử dụng tối đa công cụ pháp lý từ công pháp quốc tế cho đến cơ sở pháp lý mà luật biển Việt Nam đã quy định. Về lâu dài, chúng ta phải có đối sách căn bản, phòng thủ nghiêm ngặt để chặn lại sự lấn tới, vi phạm trắng trợn của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Dân nhấn mạnh. Trước đó, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy Hậu Giang cho hay, dù có nhiều lo lắng, bức xúc khi Trung Quốc xâm phạm độc lập đất nước từ ngày 4 tháng 7 đến 24/10, nhưng cử tri, nhân dân luôn tin tưởng, tấn công giá cao trách nhiệm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân luôn kiên định, nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam chúng ta không bao giờ nhân nhượng. Theo bà Thủy, từ khẳng định nhất quán đó, chúng ta đã có những hành động kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh, khôn khéo, xử lý đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý và thực địa, tạo đồng thuận cao trong nhân dân và tập thể quốc tế, giữ vững được môi trường độc lập trong khu vực và Biển Đông, tạo điều khiếu nại ổn định trong nước để thu hút đầu tư, du lịch, tạo ra kinh sở tế xóm hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.